Chào mọi người, hôm nay thì bọn mình không có editor bởi vì Hào nó đi thi mất rồi. Cho nên là mình xin phép là sẽ chỉ ngồi đây và nói chay với phần mềm Tactical Bot thôi. Mình cũng sẽ không có edit gì nhiều đâu. Cho nên nếu mà video này mình nói có bị vấp váp thì anh em thông cảm nhá. Đêm hôm qua mình cũng không có thức để xem, mà sáng dậy mình mới xem lại cơ. Cho nên là chắc là mình cũng sẽ bị vấp một tí vì mình chả có tí thời gian tập luyện nào cả. Mình xem xong mình thu đoạn này luôn. Đó, cho nên anh em thông cảm nhá. Rồi, tỷ số thì là 4-1, một tỷ số không mấy vui vẻ đối với fan của Arsenal, bởi vì mang tiếng là bây giờ vẫn top 1 đấy. Nhưng mà lịch thi đấu sắp tới thì khó khăn. Man City thì nó lại còn 2 trận chưa đấu. Đó, cho nên gần như bây giờ mọi người cũng hiểu rằng vị thế của họ ở cái cuộc đua vô địch này không còn nữa. Man City mới là người chủ động trong cái cuộc đua này cơ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là tại sao cái tỷ số nó lại lên tới tận 4-1 nhá. Nói về Arsenal trước đi, bởi vì dù sao thì Arsenal cũng là đội mà ở cái tâm thế là buộc phải thắng trận đấu này. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là họ lên bóng như thế nào. Rồi, mình chỉnh xa bàn hơi lâu một tí, anh em thông cảm nhá. Không có editor nó khổ thế đấy. Mọi người thì cũng biết là thông thường Arsenal lên bóng với Zinchenko đá như một inverted fullback kèm với Partey này. Ben White thì dâng lên một chút. Bên trên thì năm ông đây đứng y như này. Thường là Arsenal sẽ lên bóng cái kiểu này. Mình sẽ chỉnh lại một tí. Anh em cứ coi đây là một buổi stream thôi nhá. Chứ anh em mà expect cái chất lượng của cái video này như là một video bình thường thì không được đâu. Tại vì mình có biết edit đâu. Và mình không được chuẩn bị nên mình nói tệ lắm. Đây, thông thường thì Arsenal họ sẽ lên bóng kiểu này đúng không? Hôm qua ở buổi stream thì mình có gợi ý là họ có thể đẩy hai cái trung vệ của họ là Gabriel cũng như là Rob Holding ra xa này để đẩy Ben White lên. Đấy. Thì tại sao mình lại muốn như này? Bởi vì mình cho rằng là vị trí của Ben White, Saka và Odegaard chính là cái cánh mạnh hơn của Arsenal và sẽ là nơi mà họ nên khai thác. Đó, các bạn có thể mở lại cái stream hôm qua để xem. Nhưng mà rất là tiếc là Arteta thì chắc là không xem stream, cho nên ông ấy không có làm giống mình. Ông ấy cho Ramsdale, Gabriel và Rob Holding tạo thành cái tuyến đầu tiên như thế này. Đó, Ben White thì đứng sẽ thấp một chút ở khoảng này này. Partey và Zinchenko vẫn sẽ đứng đây. Đối đầu với cái khối build up này thì Man City họ không hề vội vàng press theo kiểu là high press hùng hục lên cướp bóng, mà họ press đơn giản hơn rất là nhiều. Trong trận đấu hôm qua thì họ áp sát với một khối có thể coi là 4-4-2 hoặc là nhiều người sẽ coi là 4-2-4 tùy, mình thì gọi là 4-4-2 cho nó quen thuộc. Với Haaland và Kevin De Bruyne sẽ đóng vai trò là hai người chơi ở tuyến đầu. Bernardo Silva sẽ là người theo kèm Martinelli và Kyle Walker ở đây. Rodri và Gundogan sẽ là cặp đôi double pivot. Đó, mình sẽ kéo lên trước lại nha, xong mình nói tiếp. Rồi, Jack Grealish sẽ ở khu vực của Ben White để kèm cặp Ben White. Rồi, và từ đây Arsenal tỏ ra rằng mình cực kỳ khó để lên bóng. Tại sao? Các bạn có thể thấy rằng rõ ràng là Zinchenko và Partey thì trận này họ bị kèm chặt quá. Trận này thì Partey, chúng ta không được thấy Partey có những cái bước di chuyển lùi xuống như này và đẩy Holding ra xa để nhận bóng, mà anh ta đúng là anh ta đá pivot luôn, anh ta đứng đây. Thì khi này chúng ta chỉ có một phương án duy nhất, đó là truyền cho Holding hoặc là Gabriel và trông chờ vào khả năng make play của hai trung vệ này. Đó, về phía bên này thì Jack Grealish anh ta rất là khôn khéo, anh ta làm đúng những cái điều mà anh ta thường làm ở những trận đấu gần đây. Đó là anh ta sử dụng những cái đường chạy curve run, những đường chạy hình vòng cung để anh ta vừa có thể áp sát vào trung vệ và vừa có thể chắn hướng chuyển của họ tới Ben White. Tức là anh ta chạy nhảy, mình sẽ kéo nhé. Đây, anh ta vòng về phía Ben White này. Xong rồi anh ta áp sát Holding nếu mà Holding nhận bóng. Và anh ta cũng không áp sát quá đâu, anh ta chỉ dừng đến đây này để Holding bí và anh ta chuyền hỏng. Trận này Holding chuyền hỏng rất nhiều luôn, mà mang tiếng nãy Tom có bảo mình là Holding là người chạm bóng nhiều nhất trận, nhưng mà anh ta chuyền hỏng nhiều lắm. Đó, điểm yếu rất là lớn mà. Ở stream thì bọn mình cũng nói rất nhiều về Holding rồi. Đó, còn ở cánh ngược lại thì đương nhiên là khi mà chỉ có một mình Martinelli thôi, Martinelli có dâng cao như này nữa thì ok, Bernardo Silva cứ cho là cứ đứng đây đi, thì Kyle Walker sẵn sàng lao lên. Rất là buồn cười. Tức bóng được luân chuyển sang đây một phát nhá. Sang Gabriel này thì Grealish sẽ về chỗ, De Bruyne sẽ chắn Zinchenko, Haaland chắn Partey, Walker chắn lao vào Martinelli. Và thậm chí là De Bruyne áp sát người cầm bóng là Gabriel, còn Bernardo Silva lao lên đây. Các bạn nhìn này, bây giờ thì chuyền bóng đi đâu? Đấy, Arsenal gặp rất nhiều khó khăn trong việc lên bóng từ cánh trái. Cánh phải sở trường của họ, có thêm sự hỗ trợ của Ben White thì lại gặp vấn đề là Holding đá kém quá.
cho nên họ gặp khá là nhiều khó khăn trong việc lên bóng. Nhưng mà nhìn chung thì thi thoảng họ cũng có thành công trong việc lên bóng thông qua cánh phải để đưa bóng được tới chân Saka. Mục đích của họ đó là tạo ra thật nhiều tình huống mà Saka có cơ hội để 1v1 với hậu vệ cánh của đối phương, gọi là nhiều nhất có thể luôn đấy. Nhưng rất tiếc là hậu vệ cánh của đối phương trận này lại là một người gọi là không dễ chơi cho lắm, đó là Akanji. Đó là chưa kể trận này Man City đá rất là chảy cối, họ kéo cả Jack Grealish về đây và họ tạo thành cái thế là 2-1 với Saka. Saka có rất nhiều tình huống cầm được bóng và lên được bóng, nhưng mà đối mặt với hai người một lúc thì thật sự là quá khó khăn cho cầu thủ người Anh, đúng không? Tự nhiên phải đối mặt với hai người, một tình huống rất là hiếm gặp. Mà bình thường các winger ấy, họ prefer những cái tình huống 1v1 hơn. Nhưng mà nhảy thì đúng là quá khó, thật sự là quá khó. Đó là Arsenal khi mà họ cầm bóng, họ lên bóng rất là khổ sở. Nhưng mà đây là câu chuyện của khoảng 20 phút đầu. Mình có xem đoạn sau thì Martinelli ấy, anh ta không còn giữ vị trí ở cánh này nữa, mà gần như anh ta lùi vào trong. Anh ta đảo rất nhiều với Jesus này, tên là gì nhỉ, quên rồi. Ê, Jesus, tiền đạo tên là gì Hào ấy? À, với cả Gabriel Jesus. Tức là trong giai đoạn sau ấy, chúng ta sẽ thấy là Zinchenko, anh ta quay trở về đá như là một hậu vệ cánh thông thường ấy. Đó, Partey sẽ đá pivot ở đây cùng với cả Saka hoặc là Odegaard tùy người lùi xuống. Đó, thì lúc này Jesus và Martinelli thì có xu hướng là Martinelli sẽ là người đứng cao hơn này. Jesus sẽ lùi xuống cùng với Odegaard lùi xuống vào những cái khu vực trống trải để họ có thể nhận được bóng từ tuyến dưới. Đấy, thì giai đoạn sau là nhìn chung là Arsenal lên bóng cũng đỡ hơn. Nhưng mà mình nói thật là cũng khó lắm. Tại vì hãy nhìn đây, Rodri vẫn còn đây, Gundogan còn đây. Gần như nhận bóng xong họ cũng không có quá nhiều không gian để có thể xử lý. Đó, cho nên là trong mắt mình hôm qua là Arsenal đang có một trận đấu không thực sự là không thực sự hiệu quả. Đó. Đó là giai đoạn khi mà Arsenal cầm bóng, họ gặp rất nhiều khó khăn. Vậy còn khi mà họ không có bóng thì sao? Đúng không? Chúng ta luôn luôn biết rằng là Arsenal là một đội bóng press giỏi, phải công nhận điều đấy đi. Nhưng mà ngày hôm qua, đúng như mình dự đoán, họ không dám high press từ đầu đến cuối. Họ sẽ chỉ high press trong những tình huống mà họ cảm nhận được rằng là có thể high press được. Còn nhìn chung thì hôm qua Arsenal họ đá với một cái khối, nó là, mình sẽ kéo lại nhá, hơi lâu một tí. Làm video cái này mệt thật sự luôn ấy, tức là mình không có editor thế mình cứ phải kéo mệt vãi. Anh em thông cảm. Rồi đây. Tạm thời mình chưa xếp Man City vội nhá. Mình xếp Arsenal trước. Họ đá với một cái khối mà mình đánh giá là hơi buồn cười. Mình không đánh giá cao cái khối này. Đó là một khối ở đây. Một khối dạng 4-1-4-1. Nó sẽ như thế này. Haaland cho lên trên này, De Bruyne cho lên trên, Silva, Rodri, Gundogan, Grealish, Akanji. Đây, bóng mình sẽ tạm cho vào chân Diaz đi. Đại đa phần các trường hợp thì họ sẽ tiếp cận trận đấu với một cái khối dạng 4-1-4-1 như thế này. Đây. Trong số đó thì chúng ta sẽ nhận ra một số cái điểm như sau. Đầu tiên là với chỉ một tiền đạo thì đúng là rõ ràng họ tỏ ra rằng mình không muốn liều mạng lao lên press với Man City làm cái gì cả. Và với điều thứ hai là với sự xuất hiện của Saka cũng như là Odegaard thì họ đang muốn khóa chặt cái cặp đôi Rodri và Gundogan. Rõ ràng. Nhưng mà lát nữa khi mà mình nói về Man City mình sẽ giải thích vì lý do vì sao cái ý đồ này của họ không thành công. Đó, còn về sau là họ cũng chán, họ không muốn để Partey nhảy nữa. Lý do là vì sao? Lý do là bởi vì các bạn hãy nhìn đây, khoảng không mà Partey phải xử lý quá rộng, thật sự là quá rộng. Với việc Partey một mình một cái khu này thì anh ta phải chống đỡ một cái vùng không gian rộng lớn lắm. Cái này thì mình giải thích ở trong stream rồi, không có một cái cầu thủ nào trên thế giới mà có thể lo được những cái khoảng không gian khủng khiếp như thế này, trừ những single pivot đỉnh cao của Pep từng cầm, mà điển hình là Fernandinho. Nhưng mà Partey thì không phải là Fernandinho. Anh ta thực sự gặp khó khăn trong việc quản lý khoảng không này. Ở phía trên chúng ta có một cầu thủ cực kỳ cơ động, đó là Kevin De Bruyne. Và chúng ta nhận ra rằng là Kevin De Bruyne, anh ta di chuyển liên tục trong khoảng không gian này để anh ta kéo Partey này ra khỏi chỗ. Rất nhiều tình huống nhá, De Bruyne lệch hẳn sang bên này, Partey bắt buộc phải theo. Rất nhiều tình huống, De Bruyne lệch hẳn sang bên này và Partey vẫn cứ phải theo.
Và thế là bên trên này, Hà Lan nhận bóng, Silva nhận bóng. Rất nhiều người có thể lao vào những cái khu này để nhận bóng. Khi đấy không còn Partey, không còn Chaka, chẳng còn ai cả. Và họ nhận bóng cực kỳ thoải mái. Đó, cho nên là giai đoạn sau thì Arsenal họ không có xếp cái khối press kiểu đấy nữa. Họ cũng nhận ra ngay ấy mà. Mà họ chuyển về một khối dạng 4-4-2 nhiều hơn. Đây là một ông tiền đạo đấy, thường là Odegaard này. Họ lùi về như này. Thì từ lúc mà chuyển này thì nhìn nó cũng đỡ hơn hẳn. Nó không bị trống quá nhiều ở khoảng giữa nữa. Nhưng mà nhìn chung thì lúc đấy trận đấu cũng thôi, ghi xong bàn đầu tiên là chúng ta cũng biết là trận đấu ngã ngũ rồi đấy. Đó, nhìn chung thì trận này Arsenal đá thực sự là không có hay. À, nói một chút nữa, bởi vì không phải lúc nào thì Arsenal cũng mid block. Tại cứ mid block một cách bị động như thế thì biết bao giờ mới ghi được bàn. Thực ra là họ cũng có những tình huống dâng cao áp sát, nhưng mà những tình huống đấy thì nói thật là cũng không được hiệu quả cho lắm. Hôm qua Man City, bây giờ chúng ta nói sang Man City đi, bởi vì đến lúc rồi. Hôm qua Man City build up theo một kiểu rất là buồn cười. Tức là họ không giống họ thường ngày một chút nào. Chúng ta nhắc đến Man City là chúng ta nhắc đến những thủ môn chơi chân, nhắc đến những trung vệ có khả năng chuyền bóng tuyệt hảo. Nhưng hôm qua thể hiện điều đấy. Hôm qua họ đá rất là buồn cười. Họ sẽ chuyển qua chuyển lại giữa các cầu thủ với nhau này. Mục đích là gì? Mục đích là họ muốn kéo cái đội hình của Arsenal dâng cao lên. Bởi vì rõ ràng Arsenal họ không tỏ rõ là ý định press. Nhưng mà Arsenal trận này lại là một trận phải thắng cơ. Thế là thành ra không press thì không được. Thế là họ chuyển qua chuyển lại cho nhau. Họ kéo cầu thủ của Arsenal lên. Nào, Jesus lao lên này. Odegaard lao lên. Martinelli, đây, Chaka và Partey cũng lao lên. Saka thì lo Akanji cánh bên này. Đây, nhìn có vẻ là một cái thế trận press 1-1 rất là hay ho đúng không? Nhưng đây là lúc mà vấn đề lộ ra. Với việc là Jesus thì phải kèm Diaz này, tức là lao vào người cầm bóng này. Odegaard thì phải kèm Stones. Điều đó đồng nghĩa với việc là Anderson chả ai kèm cả. Bởi vì đơn giản là nhân sự của Arsenal không có đủ để họ kèm như thế. Bây giờ muốn kèm Anderson thì lại lộ ra một ông nào đấy trong số trung vệ thôi. Nói chung là kiểu gì thì họ cũng sẽ qua được tuyến đầu. Rất là dễ. Đấy là chưa kể là còn hai ông pivot ở đây, rất là gần nhau này. Ok, chắn được như này rồi gì? Chaka lao lên press Rodri thì đơn giản là Edison chỉ đập một đường truyền cho Rodri. Rodri đập cho Gundogan, xong. Thoát khỏi press của đối phương rất là dễ dàng. Và thậm chí là nếu mà Partey lao lên thì đấy, câu chuyện nó lại là câu chuyện về khoảng trống. Khoảng trống này ai đỡ? Đấy, cho nên Partey không thể lao lên quá thường xuyên được. Anh ta lao lên thường xuyên là chết, bởi vì lúc đấy Gundogan một đường truyền cho Haaland. Haaland đập về cho De Bruyne và Haaland chạy chỗ, De Bruyne truyền bóng, xong. Kịch bản rất là dễ. Đó, thực ra là trận này Arsenal cũng gặp khó khăn luôn trong cái việc là high press. Họ không biết phải high press như nào cho đúng nữa. Bởi vì thực sự là hôm qua Man City quá cáo. Họ đan bóng ở khu vực sân nhà. Họ kéo đội hình của Arsenal lên, tạo ra những cái khoảng trống như thế này. Chính cái việc kéo giãn đội hình của Arsenal chính là cái cơ hội để những khoảng trống như này nó xuất hiện. Và khi đấy thì cứ truyền bóng vào những khoảng trống đấy thôi, sẽ có cầu thủ của Man City nhận bóng. Một cái build up phải nói là rất khó chịu. Chúng ta được thấy là họ không build up bằng những cái đường truyền ngắn, sau đó là bất ngờ truyền trung bình xuyên tuyến như ngày xưa, mà thậm chí họ lại còn chơi hẳn là truyền dài cơ. Đó, tại vì cái khoảng trống chỗ này này, thậm chí là Anderson rồi thì Stones, Ruben Dias hay là Rodri, tất cả đều là những cầu thủ có khả năng truyền dài tốt, và họ truyền dài thẳng lên chỗ của Haaland. Haaland lấy thân hình của mình, Haaland bên này, thường là bên này, sorry, Haaland lấy cái thân hình của mình solo với Rob Holding. Mình không biết là Rob Holding và Haaland thì ông nào to hơn, nhưng mà rõ ràng là hôm qua Haaland giành chiến thắng trong tới 3 tình huống tranh chấp tay đôi trên không, còn Holding chỉ có 1. Chúng ta hiểu rõ sự dominate của Haaland ở trên không rồi đúng không? Và gần như là những pha bóng đấy là De Bruyne sẽ là người nhận được bóng hết. Partey theo cực kỳ khổ sở luôn. Hôm qua Partey khổ lắm. Thật sự hôm qua mình không trách Partey đâu, bởi vì anh ta bị rơi vào cái thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Đó, và khi cầm bóng thì giống như lúc nãy, chuyền bóng Haaland chạy. Kịch bản nó rất là đơn giản. Đó, trận này mình lúc mà mình xem mình mới há hốc mồm, mình mới bảo là uầy, đây có phải Man City đâu, đây là bóng đá Anh của thập niên 2000. Tại vì đúng là họ đá như bóng đá Anh thập niên 2000 luôn. Họ phất và một tiền đạo có khả năng làm tường cũng như là giữ bóng, và một người khác nhanh nhẹn hơn sẽ nhận lấy quả bóng hai đấy và thực hiện những điều mà anh ta muốn với quả bóng. Một cách đá rất là buồn cười. Trước khi mình thu âm đoạn này thì mình cũng có lên Twitter mình ngó xem là dân tình đang nói gì về lối chơi của Man City. Thì nhiều người cũng chả hiểu có ông Châu này thật. Ông còn bảo là đây là một cái tactical revolution của Guardiola. Mình chả thấy revolution gì cả. Đơn giản là ông ấy phản ứng với tình huống quá nhạy. Chúng ta không thể nào nghĩ được là Pep Guardiola một ngày lại có sẵn sàng chơi cái thứ bóng đá như thế này. Rất là thú vị đúng không? Nhưng mà đúng, thứ bóng đá đấy chính là cái thứ giết chết Arsenal.
bởi vì nhược điểm của họ nằm ở vị trí của Patty và Rob Holding. Nó cực kỳ khổ sở. Khi mà tấn công thì Man City họ hiệu quả đến như vậy. Thế còn khi mà phòng ngự thì sao? Khi mà phòng ngự, Man City cũng rất là hay ho. Đây, mình sẽ quay trở lại đánh nhé. Cái này nói lúc nãy luôn thì đỡ dài, nhưng mà sorry cả nhà, mình không có kịch bản, mình đang ngồi mình nói free, thành ra là thi thoảng nó có hơi vấp hoặc là bố cục nó hơi buồn cười thì anh em thông cảm nhé. Đây, khi mà phòng ngự, mình sẽ kéo các cầu thủ của Arsenal về này. Lúc nãy thì mình cũng có nói về câu chuyện là Man City khi phòng ngự như nào rồi. Bây giờ mình sẽ nói thêm một phát nữa. Stone, Rodri, Gundogan, Grealish, Akanji. Rồi, đầu tiên là cái câu chuyện mà mình nói về cái khoảng trống ở phía sau lưng Akanji. Thì đây là một khoảng trống rất là lớn. Và Saka thì là một cầu thủ rơi bóng 1-1 rất mạnh. Thì lúc nãy mình cũng đã nhắc đến rồi, đó là chuyện họ kéo thêm hẳn Grealish về để thủ. Nhìn rất là buồn cười. Nhưng mà nó buồn cười nhưng nó hiệu quả. Đó, vô hiệu hạ cánh phải, xong, hết việc. Đơn giản không? Rất là đơn giản luôn. Đấy, ở tuyến giữa thì thực ra là nếu mà chúng ta nhìn qua ấy, thì tuyến giữa của họ có vẻ là sẽ hơi có phần nào đấy thua thiệt, bởi vì đội hình của họ trông nó như này. Các bạn thấy đấy, Haaland thì phải theo sát người cầm bóng rồi, không áp sát quá cao, nhưng mà đấy, De Bruyne thì phải che Zinchenko. Ở giữa thì nhìn chung là Arsenal hoàn toàn có thể tạo ra những cái box 4 người và kéo thêm Gabriel Jesus về để tạo lợi thế quân số. Nhưng mà trận này bị một cái là như này, De Bruyne và Haaland làm tốt quá, không qua được. Tức là mang tiếng là ngang quân số cho tới hơn nhưng mà không qua được. Nếu mà ra cánh thì ở cánh bên này ấy, do mình nói rằng là Arsenal họ để hai trung vệ rất là gần nhau như này, thành ra là các cái hậu vệ cánh của họ cũng như tiền đạo cánh của họ ấy không có cơ hội để đẩy lên cao và tạo thành những cái outlet. Tức là ví dụ nếu mà đẩy lên cao được nhá, Holding ra tận đây đi, thì họ có thể đẩy bóng từ Ramsdale ra thẳng chỗ của Ben White. Nhưng mà vì là họ để sát quá thì cái outlet ở biên nó không còn nguy hiểm nữa. Thì các bạn sẽ thấy là Martinelli rất thường xuyên phải lùi về như này. Nhưng mà các bạn biết đấy, lùi về như thế thì sao? Tại vì khi mà đằng sau không còn bất kỳ ai nữa rồi này, khoảng trống lớn thật đấy, nhưng mà làm gì còn ai, đúng không? Đấy, thì lúc đấy Kyle Walker cũng dâng lên. Rất là hay, họ press cực kỳ là hiệu quả, không thể làm gì được họ luôn. Đó, thành ra là thực ra trận này thì cái việc ao trình của MC cũng là rõ ràng, đúng không? Trước trận thì chúng ta cũng nói được điều đấy rồi. Nhưng mà thực sự trận này Pep Guardiola quá hay, thực sự quá hay. Và trận này ngay cả những cầu thủ của Man City họ làm mình bất ngờ rất nhiều. Haaland là một người như thế. Thật sự mình quá bất ngờ với Haaland. Mình biết rằng là anh em nào xem TikTok của huấn luyện viên online thì cũng biết rằng là mình từng làm một video đánh giá Haaland. Mình cũng nói rằng là ngày xưa thì anh ấy link up cũng như là phối hợp làm tường các thứ là không có tốt. Nhưng mà từ khi về với Man City, anh ta đã tốt lên rất là nhiều. Nhưng mình không ngờ là nhiều đến mức như thế. Hôm qua anh ta làm cái vai trò đấy một cách hoàn hảo. Thực sự Haaland hôm qua xứng đáng là MVP của trận đấu. Một cầu thủ khác cũng xứng đáng là John Stone. John Stone hôm qua truyền hay, thực sự truyền rất hay. Và cái quyết định sử dụng Akanji cũng là một quyết định mình nghĩ là sáng suốt. Rất nhiều bạn ở trên stream thì ban đầu thì mình tưởng là Ake, đúng không? Các bạn thì muốn là cho Laporte vào, nhưng mà các bạn quên mất rằng Laporte là một người thuận chân trái. Và thực ra Saka ấy, Saka anh ta xuống biên thì anh ta không quá gọi là đáng sợ như là khi anh ta cắt được vào trong. Thế là các bạn nhớ ra không? Akanji anh ta thuận chân phải thì phải. Cái thông tin này mình không dám chắc nhá, nhưng mà hình như Akanji thuận chân phải. Và theo lý thuyết thì như thế Saka cắt vào trong khó cực. Tại vì cắt vào trong là cắt vào đúng cái strong foot của Akanji luôn đấy. Đấy, đấm một phát này là chết, gần như không làm gì được. Đó, thực sự. Và Grealish, dạo này mình vẫn luôn luôn khen là Grealish dạo này phòng ngự rất là tốt. Press hay. Press vừa hay vừa thông minh luôn ấy. Nhưng mà hôm nay anh ta lùi về phòng ngự như một hậu vệ cánh. Quá tuyệt vời. Thực sự hôm qua Man City ao trình quá, không biết phải nói gì. Thật sự mình không biết phải nói gì nữa với Man City. Đó, có lẽ là cái phần nói của mình thì nó hơi vấp và nó cũng hơi lòng vòng, đúng không? Tại vì mình không có kịch bản, mình vừa mới xem xong luôn, mình không có được xem đêm mà. Đó, nhưng mà mong là anh em sẽ vẫn sẽ rút ra được một vài điều từ cái phần phân tích của mình, cũng như là anh em sẽ ủng hộ cho bọn mình một chút để Hào nó thi xong nó sẽ trở lại với những phần đồ họa còn đẹp hơn. Còn đó, chỉ có video hôm nay là sẽ phèn phèn kiểu này thôi. Nhưng mà biết đâu đây, biết đâu làm kiểu này các ông lại thích thì sao, đúng không? Nếu mà thích thì để lại một like và subscribe cũng như là comment vào để cho tôi biết nhé.
Ok, còn bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo chỉn chu hơn. Ok, bye mọi người.